Vừa qua trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip về việc một người đàn ông say rượu bị lực lượng công an và dân quân xã khống chế, đá vào người xảy ra ở Bến Tre. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng gây xôn xao và bức xúc trong dư luận. Được biết, công an tỉnh Bến Tre và công an huyện Châu Thành đang tiếp tục xác minh để xử lý thông tin liên quan đoạn clip công an xã tấn công người dân. Ngày 29 tháng 1, công an huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre xác nhận đang làm rõ clip Công an xã tấn công người dân lan truyền trên mạng xã hội xảy ra tại xã Thành Triệu, huyện Châu Thành. Theo đó, hai ngày qua, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nhiều dân quân đang khống chế người đàn ông say rượu thì một công an đến tấn công liên tục vào người đàn ông này. Trong khi đó, nhiều người lên tiếng rằng ai kêu bỏ chạy, sau đó người công an bỏ đi. Vụ việc xảy ra vào chiều tối 29 Tết Quý Mão 2023 tại nhà của một phụ nữ 46 tuổi ở xã Thành Triệu. Người đàn ông bị công an tấn công liên tục là ông Đê, sinh năm 1979. Nguyên nhân là chiều cùng ngày, công an xã Thành Triệu nhận được tin báo về việc ông Đê, sau khi nhậu say, đã có hành vi gây dối trật tự công cộng, cự cái và dùng dao gây thương tích cho người vợ hờ của mình. Công an đến hiện trường lập biên bản xử lý tin thì ông Đê đã dùng nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, nên đã bị khống chế, đưa về trụ sở công an xã Thành Triệu để xử lý. Lúc này ông Đê đã bỏ chạy nên lực lượng chức năng phải truy đuổi mới khống chế bắt lại được. Chiều 29 tháng 1, công an huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đại úy TVT, cán bộ của công an xã Thành Triệu huyện Châu Thành. Đại úy T bị tạm đình chỉ công tác để lực lượng chức năng xác minh làm rõ đoạn clip xôn xao mạng xã hội có nội dung công an xã tấn công người dân. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Bến Tre và công an huyện Châu Thành tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các video tiếp theo